Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Điều này đã được khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Việt Nam cũng có đầy đủ bằng chứng để chứng minh chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này. Chiều nay 13 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ tiếp nhận và công bố Bộ Atlas Thế giới Bruxelles 1827 khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 6 tập bản đồ trong Bộ Atlas Thế giới của nhà địa lý học kiệt xuất người Philip Van der Marmelan, trong đó có những tư liệu rất đặc biệt liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa đã chính thức có mặt tại Việt Nam, càng trở nên đặc biệt ý nghĩa trong thời điểm này. Bộ Atlas Thế giới của Philip Van der Marmelan được đánh giá là bộ tư liệu bản đồ đầy đủ nhất, chính xác nhất về cả năm châu lục hồi đầu thế kỷ 19. Việt Nam khi đó được giới thiệu thông qua 4 tấm bản đồ. Trong đó, đáng chú ý nhất là bản đồ Partie de la Cochinchine, được hiểu là đàng trong của đế chế An Nam lúc đó. Tấm bản đồ thể hiện rõ đường bờ biển miền Trung từ vĩ tuyến 12 đến vĩ tuyến 16. Phía ngoài khơi, Paracel, tức Hoàng Sa, được vẽ khá chi tiết và chuẩn xác trong khoảng vĩ độ 16 đến 17. Ngay từ năm 1827, Hoàng Sa đã được các nhà khoa học quốc tế khẳng định là bộ phận không thể tách rời của An Nam. Bên cạnh đó, các nhà khoa học quốc tế cũng chỉ rõ cực Nam của Trung Quốc đã kết thúc tại đảo Hải Nam. Người ta vẽ một cách tọa độ một cách chính xác, cái vị trí của các đảo, thậm chí bãi ngầm cũng được vẽ một cách nó tương đối đầy đủ như vậy. Thì tôi cho rằng là, và lại hai, nó đặt trong một cái mối quan hệ tổng thể với lại các cái bản đồ khác nữa, với lại Trung Quốc này, rồi với các cái khu vực xung quanh nữa, thì không có cái cớ gì, không có cái lý do gì để mà nói rằng là cái này nó không phải là chủ quyền của Việt Nam cả. Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Diến, những bản đồ thể hiện rõ ràng về kinh độ, vĩ độ, tính chính xác cao và khách quan như thế này hoàn toàn có thể là căn cứ pháp lý quan trọng để Việt Nam chứng minh chủ quyền quốc gia của mình với Hoàng Sa, Trường Sa. Đây chỉ là một trong muôn vàn bộ chứng cứ khổng lồ của Việt Nam để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như đối với chủ quyền Việt Nam đối với các vùng biển trên biển Đông. Vô rồi, Việt Nam có thể sử dụng những tấm bản đồ này như là những bằng chứng để đưa ra trước các cơ quan tổ chức quốc tế. Cơ quan đấy có thể là Liên Hợp Quốc, có thể là Đại hội đồng, có thể là Hội đồng Bảo an, có thể là cơ quan thư ký, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, hoặc có thể đưa ra các cơ quan tài phán quốc tế. Để có được bộ tài liệu đáng quý này, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Thông tin và Truyền thông, rất nhiều tập thể cá nhân đã tự nguyện bỏ kinh phí, công sức để các chuyên gia tới tận Pháp, Bỉ, thẩm định và mua lại tập bản đồ đáng quý này để làm dày thêm bộ tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của đất nước. Chúng tôi đánh giá rất cao sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về siêu tầm những tài liệu quý giá để góp phần cho chúng ta tuyên truyền và khẳng định về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và góp phần của chúng ta để đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta trong thời gian hiện nay cũng như là lâu dài sau này. Để bằng chứng này phát huy hiệu quả giá trị pháp lý quốc tế cao cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ bổ sung tư liệu này vào bộ tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý để giới thiệu tới đông đảo nhân dân, kiều bào và bạn bè quốc tế.